Theo nhà thầu thi công, có gần 80 công nhân cùng đội ngũ kỹ sư của đơn vị đã sẵn sàng bắt tay vào công việc thi công. Các khối lượng công việc tiếp theo của dự án đã được triển khai xây dựng từ cuối năm 2022 đến nay. Đồng thời, các thiết bị máy móc cần thiết cũng được nhà thầu tập kết lại để bảo đảm thi công đạt tiến độ và chất lượng cao nhất. Đơn vị thi công chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức huy động tối đa tất cả các nguồn lực máy móc thiết bị, và ban chỉ huy công trình cũng đã túc trực để tháo dỡ kịp thời các khó khăn, các vướng mắc trên công trình, và các tổ đội với hơn 80 công nhân đã làm việc ngày đêm không kể những cái khó khăn nắng gió trên công trình để đưa công trình hoàn thành sớm tiến độ so với trong hợp đồng là dự kiến là 3 tháng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh là chủ đầu tư và quản lý dự án công trình sân vận động tỉnh cho biết, qua thời gian thi công, đến nay công trình đã đạt hơn 55% so với tổng sản lượng công trình. Trong đó có nhiều hạng mục chính đạt từ 70 đến 80%. Trong 18 hạng mục của toàn dự án, thì hai hạng mục quan trọng nhất là khán đài sân vận động 5.000 chỗ và hạng mục nhà thi đấu 2.000 chỗ đã tiến hành thi công đạt khối lượng công việc khá lớn. Tương ứng với giá trị khối lượng thực hiện đạt gần 61% và gần 54%. Dự kiến là tháng 12 năm 2024, tức là cuối năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình thi công và xét cái tiến độ tới thời điểm này thì đơn vị thi công sẽ cam kết với nhà đầu tư thì dự kiến là cuối tháng 9 năm 2024 sẽ hoàn thành. Và chúng tôi cũng tranh thủ phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ đăng cai tổ chức môn bóng chuyền hạng A toàn quốc vào năm 2024, tức là rơi vào thời điểm tháng 10. Thì đây cũng là một cái hoạt động là để khai trương cái công trình sân vận động của tỉnh. Công trình xây dựng sân vận động tỉnh là một dự án quan trọng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng. Dự án sau khi xây dựng xong sẽ là điều kiện luyện tập thể dục thể thao quan trọng của người dân tỉnh nhà. Đồng thời đây còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới. Thiết chế sân vận động là một thiết chế thể thao quan trọng nhất của tỉnh, và chúng tôi cũng đã quyết tâm để thực hiện cái thiết chế này hoàn thành trong cái kế hoạch để hướng đến là Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đồng thời đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Một ý nghĩa thứ ba mà phải nói rằng là rất quan trọng, đó là khi sân vận động đưa vào hoạt động thì tất cả các hoạt động thể thao của tỉnh sẽ được tổ chức thường xuyên và đã nâng cấp cái quy mô tổ chức cũng như cái chất lượng thi đấu trong các cái hệ thống giải thể thao tỉnh cao. Với quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm mới cùng với sự chung tay vào cuộc của đội ngũ kỹ sư, người lao động, tin tưởng rằng cuối năm Giáp Thìn này, công trình sân vận động tỉnh có địa điểm xây dựng dọc theo tuyến đường Lê Văn Tám ở phường 9 thành phố Trà Vinh sẽ được hoàn thành đưa vào hoạt động, đáp ứng được kỳ vọng vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh Trà Vinh.